Nhưng bây giờ thì việc Dũng không còn. Chúng tôi cũng được biết rằng là trong cái chuyến viếng thăm Úc lần sau cùng của anh Việt Dũng thì anh và Việt Dũng cùng một số thân hữu, một số chiến hữu đã có một cái buổi gặp gỡ tại nhà của anh ở Sydney. Thì trong lần đó anh có những cái cảm nhận nào hoặc là có những cái tâm tình gì với Việt Dũng? Dạ thưa, khi mà anh Lưu Dân nhắc lại tôi vẫn còn nhớ cái hình bóng là khi tôi mời Việt Dũng về cái tư gia của tôi, thì như anh Lưu Dân đã biết, trong nhà của tôi, một căn nhà rất là tầm thường, có một người tị nạn cộng sản, một người đấu tranh, nhưng tôi có trang trọng thiết lập cái bàn thờ quốc tổ. Thì khi Việt Dũng đến thì tôi và Việt Dũng đã đứng vái bàn thờ quốc tổ và tôi có đọc lời cầu nguyện: xin ban sự bình an cho tất cả anh em, trong đó có Việt Dũng. Và Việt Dũng ra có nói với tôi một câu: em đã đi khắp nơi, em đã được cái cơ hội viếng thăm những cái nhà, những lâu đài, những biệt thự nguy nga của những người đồng hương thành công. Nhưng hôm nay thú thật với anh, em đứng trước bàn thờ quốc tổ thiết lập trong nhà anh rất là bình thường, nhưng em cảm thấy rằng nơi đây có một cái linh khí nào đó đã tạo cho em một cái nguồn cảm xúc đặc biệt. Và đó là hình bóng mà em sẽ mang theo suốt đời. Khi em đứng trước bàn thờ quốc tổ tại nhà anh để cầu nguyện cho tổ quốc, cho dân tộc, cho quê hương và cho những người đã chết. Thành ra những cái lời nói của Việt Dũng thâm tình riêng biệt với nhau. Như hôm nay tại vì anh Lưu Dân hỏi, thành ra tôi xin giải bày như vậy. Anh em chúng tôi có những sự san sẻ về tình cảm rất là đặc biệt. Có những sự có thể là chia cơm sẻ áo cho nhau. Ngay cả vừa rồi, cách đây 3 tháng tại Santa Ana, tại Nam California, tôi đi sinh hoạt, Việt Dũng có nói rằng em sẽ cố gắng làm thế nào để thực hiện tặng riêng cuộc đời anh một cái băng CD về thơ của Hoàng Phong Linh. Những dòng thơ đấu tranh viết cho tổ quốc của anh. Thì sau đó thì tôi trở về lại Úc Châu đến ngày hôm nay, thì Việt Dũng đã ra đi rồi. Vietfay TV Australia là đài truyền hình đầu tiên của người Việt tại Úc Châu, phát sóng 24 giờ mỗi ngày và không phải trả lệ phí hàng tháng. Được thực hiện và biên tập bởi người Việt tại Úc, Vietfay TV Australia sẽ cống hiến đến khán giả Úc Châu những chương trình văn nghệ, hòa đồng văn hóa Đông Tây, giáo dục, pháp luật, sinh hoạt cộng đồng, phóng sự thương mại, y tế và tài chính v.v. Vietfay TV Australia với chủ trương thông tin giải trí và bảo tồn văn hóa sẽ mang lại những kiến thức lợi ích cho đồng hương cùng những thông tin chính xác về tin tức trên toàn nước Úc và thời sự thế giới với những biến chuyển từng giờ từng ngày. Muốn lắp đặt hệ thống satellite để xem được Vietfay TV Australia, xin liên lạc số điện thoại 02 9723 0188, 02 9723 0188. Vietfay TV Australia là người bạn đồng hành với mỗi gia đình Việt Nam tại Úc Châu.